Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại lễ hội Mù Là thuộc xã Bắc Nặng, nổi tỉnh Bắc Cạn. Phía sau lưng mình đây là cái lễ hội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá cái lễ hội Mù Là ngày hôm nay nhé. Xin chào mọi người. From January 12th to 14th lunar calendar at Kio Ngam Vang, the top of the pass in Lang Phạc Village, Co Lien Commune, Pak Nam District, Bắc Kinh Province. The Mù Là Festival, a traditional festival, took place. Of ethnic minorities into bordering communes of Co Lien, Pak Nam District, Bắc Kinh, and Hang Thai, Na Hang District, Hai An Quang Province. Ngày hôm nay chị đến đây với trang phục truyền thống của dân tộc gì ạ? Đây là bộ trang phục truyền thống của cô dâu sán chỉ. À, cô dâu ạ? À? Vâng. Đây, cô này rất là đẹp. Chị cho em hỏi là chị tên là gì nhỉ? Mình là Ma Thị Bày, Ma của Thị đơn vị xã Giáo Hiệu. À vâng, thì hôm nay là chị đến đây là đi tham gia hội thi đúng không ạ? Vâng. Vâng, tiết mục của chị thi là tiết mục gì ạ? Mình thi trình diễn trong trang phục dân tộc. À vâng. Tối qua thi. À, chị thi tối hôm qua đúng không ạ? Thì chị thấy là cái lễ hội truyền thống của dân tộc này của mình đây là năm nay có khác biệt gì so với mọi năm không ạ? Theo tôi thấy thì trong những năm vừa qua đến nay thì những bộ trang phục truyền thống thì vẫn được gìn giữ và phát huy và không bị mai một. Dạ vâng. Thì chị có cảm xúc gì trong ngày đi chơi lễ hội ngày hôm nay không ạ? Tôi cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi. Và khi mà được khoác trên mình bộ trang phục dân tộc truyền thống để đi lễ hội nữa thì tôi lại càng cảm thấy tự hào và yêu dân tộc mình hơn. Dạ vâng. Thì hôm nay là chị đến đây với mọi người hay đi với ai ạ? Mình đi cùng đoàn xã. À, đi cùng cả một đoàn đúng không ạ? Thì hôm nay là buổi cuối cùng đúng không ạ? Dạ vâng, thì năm nay thì năm mới thì em chúc luôn đoàn mình đạt được nhiều thành tích mới và riêng chị thì ngày càng xinh đẹp hơn và có chúc chị một năm mới luôn luôn bình an và mạnh khỏe. Cảm ơn chị ạ. Vâng, chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi là mình chị tên là gì nhỉ? Em tên là Hồng anh ạ. À, chị Hồng đúng không ạ? Vâng, chị Hồng năm nay sinh năm bao nhiêu ạ? Em sinh năm 95. Chị Hồng năm 95 à? Chị Hồng năm nay là đi chơi hội mấy trang phục truyền thống của dân tộc gì đấy ạ? Mình đang khoác trên mình là bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày. À, dân tộc Tày đúng không ạ? Là dân tộc có số dân đông nhất trên huyện Bắc Nặng rồi đấy. Nhất nhì huyện Bắc Nặng rồi. Dạ vâng. Thì hôm nay là mình đi chơi hội là mình có làm trại ở đây đúng không ạ? Có không gian trại, mình ở xã Bằng Thành thì có dựng trại Bằng Thành ở đây. Dạ vâng, hôm nay thì chị đến đây thì với ai nhỉ, đi cùng mọi người hay là... Hôm nay thì mình đến cùng nhiều người lắm, nhưng mà mỗi người thì tản mạn đi chơi, đi thăm cảnh quan của Mù Là hết rồi anh ạ. Rồi, thế ạ. Thế thì hôm nay thì chị thấy là cái lễ hội năm nay so với mọi năm thì là có vui hơn không ạ? Thực ra là lễ hội thì càng năm càng được tổ chức rộng hơn, với cả quy mô lớn hơn, du khách thập phương khắp nơi đến chơi thì càng ngày càng thấy đông hơn ạ. Vâng, thì năm nay chị có cảm xúc gì với cái mùa lễ hội này không ạ? Thực sự là đến tham dự lễ hội này thì với không khí đầu xuân vui vẻ như thế này mình cảm thấy rất là vui và đến gặp gỡ được rất là nhiều người ở đây. Vâng, năm nay thì chị đến lễ hội có tham gia tiết mục múa hát hay là gì không ạ? Mình đến với lễ hội này mình có tham gia trình diễn trang phục truyền thống để giới thiệu tới du khách thập phương đến trại hội vui xuân là về những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Nặng. Vâng, em cảm ơn chị, chúc chị có một năm mới luôn vui vẻ và bình an ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn là năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Đây là tiết mục đẩy gậy mọi người. Hai đối thủ sẽ đi đẩy gậy với nhau. Có một cái vòng tròn ở giữa, ai đẩy ra khỏi vòng tròn là người sẽ thua. Vâng, anh áo đen đã thắng rồi. Chị ơi, chị cho em hỏi là mình trang phục mình đây là dân tộc gì nhỉ? Dân tộc Mông anh ạ. Dân tộc Mông. Nhưng mà người là người Tày. Đi thuê. Người Tày nhưng mà mặc trang phục Mông. Mặc trang phục Mông để đi đi chơi hội. Chơi. Nhà mình có gần đây không chị nhỉ? Nhà mình ở xã Côn Lôn, huyện Na Hàng, cách đây mấy chục cây cơ. Huyện Na Hàng cơ, không phải là huyện Bắc Cạn, Bắc Nằm ở đây. Vâng, mình là Na Hàng lên Bắc Cạn chơi hội đúng không ạ? Chơi hội. Vâng, mình hôm nay là buổi đi đầu tiên đúng không ạ? Vâng, hôm nay là đi đầu tiên.
À vâng, mình hôm nay là có hai người đi cùng nhau đây đúng không ạ? À, có hai người, hai cô cháu đi cùng nhau. À, hai cô cháu cũng rất là thích đi chơi hội đúng không ạ? Vâng. À, thế sao? Mà may quá, hôm nay được cả máy quay thì vui quá. Dạ vâng. À, lúc cô... nào cũng yêu thích. Dạ vâng, à, cô với chị cho em hỏi là năm nay mình đã đi chơi xuân được nhiều hội chưa ạ? À, cô là đi các xã ở xung quanh hết. À vâng ạ. Đi xã Đà Vị, Thượng Nông, Yên Hoa. Vâng. Thì cô thấy cái lễ hội hôm nay có thấy vui không ạ? À, lễ hội ở đây là vui nhất. Bởi vì là các xã với lại các tỉnh. Vâng. Là nó tụ tập hợp ở đây là nó đông vui. Dạ vâng. Năm ngoái cũng như ngày hôm nay là ngày ngày 13 mới xuống đây là năm ngoái nó thấy đông hơn. Vâng, năm vâng. nay này sắp tan hội nhưng hôm nay là thấy thưa người. Vâng, vâng, năm nay là trước một hôm rồi cô ạ. Năm nay bình thường là 12 đến 14, năm nay tổ chức từ 12 đến 13. Đấy, thấy cứ hôm 12 đi nó đông. Vâng, vâng. Thì cảm ơn cô, chúc cô với chị đi du xuân vui vẻ nhá. Vâng. Nay em đến đây với trang phục truyền thống của dân tộc gì đấy nhỉ? Dân tộc Mông ạ. À, dân tộc Mông ạ. À, em cho anh hỏi là em tên là gì nhỉ? Em tên là Sầm Thị Minh ạ. Sầm Thị Minh à? Vâng. À, hôm nay là Minh đi chơi hội với ai nhỉ? Chơi hội với mẹ em gái thôi. À, mẹ em gái. Là hôm nay là buổi thứ mấy em đi chơi hội rồi? Em không nhớ đâu. Không nhớ à? Thế này là buổi thứ nhất hay buổi thứ hai? Hôm qua hôm kia em có đi không? Hôm qua hôm kia đi mà. À, thế là hôm nay là buổi thứ ba rồi đúng không? À, thì hôm nay là em thấy là cái lễ hội năm nay là nó có đông vui hơn mọi năm không? Không đông, không vui rồi. À, không đông vui hơn mọi năm à? Thế đấy, năm nay là có khác biệt gì với mọi năm không? Không. Không khác biệt gì à? Thế cảm xúc của em hôm nay đi chơi lễ hội này là như thế nào? Không biết. À, em cảm thấy vui không? Vui cũng vui nhưng mà không vui là không vui. Không vui rồi á. Anh thấy em lúc này từ đầu đến giờ anh thấy em rất là hay cười, anh nghĩ em rất là vui em đã chơi lễ hội ngày hôm nay. À, em sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 2004 ạ. 2004 à? Hiện tại em đang đi làm gì rồi? Không có gì làm đâu. À, em ở nhà hả? Em đã lập gia đình chưa? Có rồi. À, có rồi à? Thế sao hôm nay không đi chơi cùng chồng? Đi cùng mẹ hả? Cùng mẹ, chồng đi làm thuê rồi. À, cảm ơn em nhé, chúc em có năm mới luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe nhé. Cảm ơn em. À, em xin chào anh. À, anh cho em hỏi là anh tên là gì nhỉ? À, em tên Sơn ạ. À, anh Sơn ạ. À? Anh Sơn, mình đến đây lễ hội này với bộ trang phục truyền thống của dân tộc gì anh nhỉ? À, em dân tộc Nùng anh ạ. À, anh dân tộc Nùng đúng không? Vâng, tại vì là cái quần thì nó kiếm mua khó nào. Vâng, vâng. Là em chỉ sắm được độc kéo. À, cái bộ trang phục này của mình là mình mua sẵn đúng không ạ? Vâng, em mua. À, cái bộ này là nó có giá nó có cao không anh nhỉ? Giá nó cũng rẻ thôi anh, giá nó bình dân ạ. Cái áo thì nó rơi vào 600, còn quần thì 400 thôi. À vâng, thế là cũng khá là cao. Thì hôm nay là anh đi đến hội này với cùng với ai ạ? À, em đi cùng với thằng bạn. À vâng, thì ngày hôm nay thì anh đi chơi hội là buổi thứ mấy rồi ạ? Em mới đi buổi đầu tiên anh. À vâng, thế mọi năm thì anh có hay đi hội này không? Dạ, năm nào em cũng đi. Năm nào anh cũng đi. Thì anh thấy là so với mọi năm thì năm nay hội nó có đông vui hơn không? Hội năm nay thì nói chung là nó cũng như năm ngoái thôi, như mọi năm thôi. Nhưng mà được cái là năm nay nó nhiều cái nó phát triển hơn. À, nhiều cái phát triển hơn à? Thì anh hôm nay là anh đã lập gia đình chưa nhỉ? Dạ em có rồi. À, thì sao hôm nay là anh không đấy cho vợ con đi chơi hội cho nó vui? Ừ, vợ con em nó đi chơi nhiều hội quá nên là thành ra mệt. À, dạ vâng. Đi từ đầu năm đến giờ anh nào cũng đi. Vâng, thì năm nay anh đi chơi hội này anh có cảm xúc như thế nào ạ? Ừ, em nói chung là nó cũng vui. Vui xong rồi nhiều cái mình đi mình nhìn thấy nhiều dân tộc nó khác nhau ấy. Vâng. Và mình được hiểu nhiều hơn về các phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau. Dạ vâng ạ. Thì năm nay là năm mới thì em cũng chúc anh năm nay được du xuân luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Đây là mấy bộ quần áo trang phục truyền thống của dân tộc của mọi người. Đây là những cái họa tiết để trang trí. Trên kia hết rồi, là em hết chưa kỳ. Vâng. Đây là túi thổ cẩm nha mọi người. Theo hoa văn trang trí họa tiết rất là đẹp. Cứ quay thoải mái.
Anh được tổng cộng thêm 10.000. Kênh tên là kênh 19. À, đây là người dân đi chơi hội về và uống rượu say ngủ luôn ven đường nha mọi người. Đây là một người ngủ luôn ở ven đường đó. Đây là cái đường trên đi chơi hội. Ở dưới này là người ta đi uống rượu say và ngủ luôn ở ven đường. Không cần biết, ngủ luôn. Quá đẳng cấp. If you choose a small, square, flat valley as a volleyball court, the main stage of the festival is held at the foot of a small hill surrounded by scattered camps.